vị, 30 năm xây dựng và phát triển, nhiều công trình dự án trọng điểm được đầu tư xây dựng tại thành phố Bà Rịa đã tạo nên diện mạo, dáng dấp mới của một đô thị trẻ năng động. Đặc biệt, các tuyến đường giao thông nội và ngoại thị mới được đưa vào sử dụng đã tạo nên sức bật mới cho thành phố. Thành phố Bà Rịa là trung tâm hành chính chính trị của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thành phố Bà Rịa có vai trò quan trọng trong việc kết nối không gian kinh tế giữa các trung tâm công nghiệp của tỉnh và thực hiện vai trò cung ứng các sản phẩm dịch vụ cho các khu công nghiệp, cung ứng vật tư, đồng thời tiêu thụ nông sản, cung ứng hàng hóa tiêu dùng cho các huyện lân cận. Để thực hiện vai trò quan trọng đó, nhiều năm qua, hệ thống hạ tầng giao thông của thành phố không ngừng được đầu tư nâng cấp, tạo nên sự thay đổi diện mạo từ nội thị đến ngoại ô. Hạ tầng giao thông đồng bộ đã mở ra những không gian đẹp hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cư dân đô thị. Những tuyến đường lớn, trục đường chính nội thị được mở rộng lên 4 làn xe, có giải phân cách và vỉa hè rộng. Các tuyến đường như Cách mạng tháng 8, Điện Biên Phủ, Võ Văn Kiệt, Phạm Hùng, Trần Hưng Đạo, Võ Thị Sáu, Nguyễn Tất Thành được đầu tư xây dựng khang trang, tạo điều kiện cho các con phố sầm uất hiện đại dần hình thành, mang nét đặc trưng rất riêng của Bà Rịa. Đây là con đường Thái Văn Lung đi qua khu phố 6, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa. Cách đây hơn 2 năm, con đường này là nỗi ám ảnh của người dân trên địa bàn. Bởi tình trạng xuống cấp, ổ gà, ổ dòi và ngập nước mỗi khi trời mưa. Giờ đây con đường được nâng cấp và mở rộng, người dân vô cùng phấn khởi. Tới nay thì bắt đầu mới thực hiện lại được cái con đường này rất là khang trang và sạch đẹp, rồi thuận tiện cho những người mà buôn bán làm ăn trong cái cháu xứ Long Kiên này cũng như là khu phố 6. Chúng tôi là về cái ngành tiểu thủ công thương nghiệp của làng nghề bún Long Kiên, đèn đưa đón để sạch sẽ, thì về cống thoát nước thì cũng đỡ hơn mọi năm, không phải cái tuyến đường này không phải bị lụt lội như hàng năm thì chưa cái tuyến đường này chưa làm thì nước rồi là mỗi lần mưa là bắt buộc là đường xá là nó lụt lội. Trong thời gian vừa qua thì được sự quan tâm của các cấp thì cũng đã đầu tư cho phường Phước Nguyên rất là nhiều công trình, trong có công viên rồi có các công trình công cộng, đặc biệt là các cái tuyến đường được nâng cấp, được làm mới, được mở rộng. Tất cả các con đường được triển khai trên địa bàn phường thì đều đảm bảo là đúng và trước cái thời hạn theo cái kế hoạch đề ra. Thì qua quá trình làm thì qua tìm hiểu và qua khảo sát sơ của tất cả các cái tuyến đường, tất cả các công trình trên địa bàn phường thì cái sự đồng thuận và cái sự vui mừng của nhân dân rất là lớn. Còn đây là đường Chu Văn An nối dài thuộc phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa đã khoác lên mình vẻ khang trang sau khi được đầu tư hơn 10 tỷ đồng để nâng cấp mở rộng. Đường bên hông trường Trung học Phổ thông Bà Rịa cũng đã hoàn thiện đưa vào sử dụng từ ngày 16 tháng 12 năm 2022. Thưa quý vị, thành phố Bà Rịa là đô thị loại 2, có 3 xã nông thôn gồm Tân Hưng, Hòa Long và Long Phước. Suốt quá trình phát triển, với sự quan tâm đầu tư của tỉnh và thành phố, hạ tầng giao thông của 3 xã này đã không ngừng hoàn thiện, theo đúng nghĩa, giao thông đi trước dẫn đường, tạo đà cho kinh tế xã hội phát triển. Từ chỗ khó khăn về đi lại, đến nay 3 xã Tân Hưng, Hòa Long và Long Phước đã có gần 200 tuyến đường chính với tổng chiều dài trên 150 km. Hầu hết đã thảm nhựa hoặc đổ bê tông, không còn đường đất, đường mòn tạm bỡ. Giao thông các trục ngang dọc kết nối hoàn chỉnh và được trang trí cảnh quan với gần 100 tuyến đường hoa, đường cờ dài gần 100 km. Đây là dự án nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 52 qua địa bàn xã Hòa Long, Long Phước. Dự án có chiều dài 6 km, điểm cầu tuyến từ dòng xoay Hạ Long, điểm cuối tuyến đến cầu Khánh Vân, giáp huyện Đất Đỏ. Mặt cắt ngang đường được mở rộng từ 15m lên 27m, tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Dự án thi công từ tháng 9 năm 2021 và hoàn thiện đưa vào sử dụng cuối năm 2022. Dự án hoàn thiện đã thay đổi hoàn toàn diện mạo hai xã nơi tuyến đường đi qua. Từ lúc mà mở con đường tỉnh lộ 52 này đến nay, nói chung là bà con chúng ta là được có một cái sự phấn khởi. Thứ nhất là đường rộng, thứ hai nữa có một cái vỉa hè rất là lớn,
đó, để cho thuận tiện cho bà con chúng ta là để hoạt động cho nó thuận lợi. Từ khi nhà nước mở đường thì tôi thấy là đường sạch sẽ hơn, rộng thoáng mát hơn, với lại người dân ít cái bày biện xả rác, xe cộ qua lại cũng thuận tiện. Từ lúc mà làm là người ta sửa nhà hết, nó đẹp gọn gàng hơn, nó không còn như là hồi xưa nữa. Đường 84A, ấp Đông, xã Long Phước dài gần 1 km. Trước đây là đường đất, chiều ngang chưa đến 1 mét, giao thông đi lại khó khăn. Năm 2018, thực hiện mô hình khéo trong vận động nhân dân hiến đất mở đường. Khối dân xã cùng chi bộ ấp Đông tuyên truyền vận động 25 hộ dân sinh sống trên tuyến đường hiến gần 800 mét vuông đất. Đầu năm 2019, nhân dân tiếp tục đóng góp kinh phí, ngày công để mở rộng và bê tông hóa. Đến đầu năm 2022, nhà nước cấp kinh phí để nhựa hóa. Thì được cái sự đồng thuận của cô bác nhiều năm trôi qua, rồi mình từng tự rồi mình làm để cùng nhà nước mở rộng cái con đường, để có cái con đường lớn sạch đẹp để cho cô bác người ta tham gia. Mở rộng thì bà con được đường xá sạch đẹp, thông thoáng. Thì bà con thì mỗi cái phần đất nào của dính lại cái hộ nào thì mình cứ vận động là mình nới vô một ít cho nó đủ cái thước tắc để cho địa phương người ta mở đường ra đó. Thì mỗi bên con đường vậy là xích vô vậy là được, đường này là được 4 mét đó, mở rộng luôn. Vậy thì hôm nay thấy là làm nhựa đồ sạch sẽ là bà con rất phấn khởi. Thời điểm trước năm 2019, đường số 2A, ấp Phước Hữu, chỉ rộng chừng 80cm là con đường đất, ngày nắng thì bụi, ngày mưa thì sình lầy. Nay đường đã được mở rộng 4 mét và bê tông hóa khang trang sạch đẹp. Bà con ở đây thì ai cũng đồng thuận. Khi nghe có chủ trương làm đường bê tông thì bà con ở đây là đã sẵn sàng hiến đất để đảm bảo cái điều kiện 4 mét để nhà nước làm đường. Và khi có được con đường như vậy rồi thì con đường thông thoáng, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ và xe cộ đi lại rất là thuận tiện. Bà con thì thuận tiện trong công việc làm ăn. Sự phát triển hạ tầng giao thông đã tạo nên sức bật về kinh tế, đời sống xã hội cho ba xã nông thôn của thành phố Bà Rịa. Từ năm 2018, Hòa Long, Long Phước và Tân Hưng đều đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2019, xã Hòa Long được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2020, xã Tân Hưng và xã Long Phước được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 5 năm gần đây, thành phố Bà Rịa đã đầu tư nâng cấp 138 tuyến giao thông nội ô với chiều dài 196 km, lộ giới từ 20m đến 40m. Ở vùng ngoại ô, thành phố có 150 tuyến đường với chiều dài 110 km được đầu tư lộ giới từ 16m đến 45m. Sau 30 năm xây dựng và phát triển, thành phố Bà Rịa có gần 491 km, trong đó có hơn 186 km đường bê tông nhựa, tăng 1.591% so với những ngày đầu mới thành lập. 100% tuyến nội ô được đầu tư đồng bộ, 100% tuyến giao thông nông thôn được nhựa hóa, bê tông hóa, đá cấp phối. Các tuyến giao thông kết nối với các địa phương khác cũng hoàn thiện đồng bộ. Đặc biệt, thành phố Bà Rịa có tuyến đường trọng điểm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang triển khai để sớm đưa vào sử dụng. Xây dựng thành phố Bà Rịa trở thành đô thị văn minh hiện đại, thân thiện với môi trường, xứng tầm với vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và dịch vụ của tỉnh. Phấn đấu đạt các tiêu chuẩn chất lượng đô thị để thành phố Bà Rịa là đô thị loại 1 trước năm 2025. Đó là mục tiêu, nhiệm vụ xuyên suốt của Đảng bộ, chính quyền thành phố. Để đạt được mục tiêu này, hạ tầng giao thông đô thị là một mắt xích quan trọng. Đây cũng được xem là nền tảng để thành phố phát triển hơn nữa trong tương lai.